Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới để tạo nên thời đại siêu anh hùng, nơi mà mình có thể mặc tất cả giáp siêu anh hùng và đi khám phá. Nhưng mà khoan. Ủa? Tao mới vô mình ở ngay cái chỗ nó không được an toàn lắm các bạn ơi. Cái gì mà xung quanh mình rất là nhiều sinh vật, nhìn hơi kỳ lạ nha. Nhìn giống rồng lắm các bạn ạ. Cực kỳ nhiều luôn. Nó có vẻ là khá là nguy hiểm đây. Kìa của cái răng của nó kìa. Nhưng mà có vẻ là nó chưa có thấy mình hay sao á. Thôi. Muốn làm siêu anh hùng thì trước tiên cũng phải đi chặt cây sinh tồn như bình thường rồi các bạn ạ. Mình sẽ tranh thủ ở đây chặt hết cái cây này á. Rồi giọt lẹ thôi, trước khi quá trễ. Còn đây cục nữa nè, chặt luôn đi. Rồi, xong phim. Giọt. Trước khi mà quá muộn. Gần đây mình thấy có hai cục Lucky Block các bạn ơi. Wow. Có lý vậy. Để mình chế tạo một cây cúp bằng gỗ đi. Để xíu chúng ta nâng cấp lên đồ đá ha. Ok. Sẵn tiện có cúp gỗ mình đập Lucky Block cho nhanh luôn các bạn ơi. Trời đất ơi. Là Lucky Block dữ chưa? Đập ra cái cục thịt zombie các bạn à. Ảo thật đấy. Rồi lấy cây rìu. Ta chôm lại cái bàn chế tạo ha. Gần đây nó cũng có đá luôn các bạn ơi. Mình nâng cấp lên đồ đá đi. Mà mình tò mò không biết con kia là con gì á. Sao nó cứ né né mình nhờ? Trong khi nhìn nó rõ bự hơn mình luôn á. Chắc nó sợ mà nó biết tương lai mình là siêu anh hùng thứ dữ nên là nó không muốn xích mích với mình ấy mà. Mình đoán vậy các bạn. Rồi, giờ thì mình sẽ nâng cấp lên một cây cúp bằng đá nè. Ok, đó, có cúp đá là xíu đi đào sắt được luôn rồi đó. Coi đây có sắt không ha. Có than. Cũng được. Ủa, đâu, đây không phải than các bạn ơi. Một loại quặng khá là mới nha. Mình chưa đào được liền. Ở đây mới là than nè. Có lý. Tiếp tục. Ê, cái con gì mà tới 200 mấy máu như vậy? Uầy. Ê. Con này nhìn thấy ghê lắm các bạn ơi. Giống như nó bị lỗi vậy. Ê, mình hạ nó và nó rơi ra cho mình một cái Fire Essence. Và chế tạo một vài cái món đồ út. Nó làm được cây giáo 20 đam luôn kìa. Wow. Mới vô chúng ta đã có vũ khí rồi các bạn ơi. Ê, được nha. Và thêm cái quặng gì đây? Đây là cái quặng để tạo ra cái trứng cua gì đó các bạn. Ê, mình có cái trích lõ nè các bạn ơi. Mình đập cái cục này là nó sẽ rơi ra kinh nghiệm luôn nha. Ảo thật. Chưa gì là lọc xài trích lõ rồi. Tiếp tục là một quặng mình chưa đào được. Đây lại có thêm quặng khác nữa nè. Quặng này triệu hồi ra con Ancient Dry. What the... À, cái con đó đó các bạn à. Hết rồi, cái hang này chỉ có vậy thôi à. Yêu. Không có miếng sắt nữa trời. Rồi, một xíu mấy cái con kia mà nó lén phén lại mình ha. Mình lủi nó luôn. Tại vì mình mới chế tạo được cái giáo nó cũng khá là mạnh các bạn. 20 sát thương lận. Nhưng mà không biết là con kia nó có mạnh hơn mình hay không thì chưa rõ ha. Ok. Nhìn là thấy nó nguy hiểm rồi đó. Nên thôi đừng xích mích với nó ha. Ui. Nó rơi ra cho mình cái khôn gắn mắt Ender. Ê, bình tĩnh nha. Con này 1000 máu các bạn ơi. Đi nhẹ nói khẽ. Cười hì hì. Chạy. Ê, bên đây nữa. Ui, hình như mấy con này nó cũng thân thiện hay sao á. Hồi nãy mình đứng đúng gần luôn nhưng mà nó không có cạp mình các bạn ạ. Con đó nhìn thì hung dữ nhưng mà thật ra nó hiền khô à. Thôi. Nhưng mà cũng nên đề phòng á. Ủa? Lại thêm một cái Lucky Block ở đây nữa. Tính ra cái vùng này mặc dù băng tuyết nè, hơi khắc nghiệt á, nhưng mà được cái là khá là nhiều Lucky Block xung quanh các bạn ơi. Gì đấy?
Wow. Mình nhặt được một cái vũ khí các bạn, coi cường hóa kìa. Quá trời giọng luôn. Trời ơi. Ngày đầu tiên bước vào thế giới siêu anh hùng thôi mà mình đã nhặt được quá trời đồ ngon rồi. Ây vô. Trời độ các bạn ơi. Mà không biết đằng này là công trình gì nè. Nhìn thấy nó giống như một cái nhà máy vậy đó các bạn ơi. Có ống khói nữa. Ồ được ấy. Mình qua đó mình khám phá thử. Ủa mà cái này nó có đập được đá không ta? À không, cái này chắc là vũ khí các bạn. Ồ sau này mình còn có thể nâng cấp nó lên Big Beta Handle. Và đây là một trong những vũ khí bá đạo ở trong thế giới siêu anh hùng nha. Về sau thì chắc mình mới cần nó. Còn bây giờ thì chưa làm được đâu các bạn. Giờ mình còn giai đoạn khởi đầu mà. Giờ thì vô đây coi coi có đồ ăn không. Tại giờ mình đói lắm rồi. Đói meo luôn. Ừ? Nghe tiếng gà trong này. Ồ. Ồ ồ. Đây là một cái nhà máy hay sao ấy. Hả? Rương thì trống. Ôi rương này thì có đồ nè. À hả. Ui. Có titanium. Và có sắt luôn. Còn có cái cục pin gì nữa nè. What? Đây có cái đe nữa. Trời ơi đây nó có cái. Cái cửa hả? À không, cái hàng rào các bạn ơi. Đứng đâu có cửa chứ. Rồi. Có đe thì mình lượm luôn. Ui. Khối sắt. Wow. Đã vậy. Ở đây còn có thịt gà free nữa nè các bạn ơi. Trời. Chỗ này lý tưởng nha. Quay quay quay. Vô tình phát hiện một cái chỗ khá là ok la các bạn ơi. Còn đây là những cái lò nung luôn nha. Hình như cái nó phải có năng lượng thì nó mới hoạt động được cái này các bạn ơi. Hay đó. Đây cũng là một cái basic factory. Một cái xưởng máy móc cơ bản gì đó. Nó cũng có thêm đồ cho mình nè. Ui, có bánh mì luôn. Chai cola các bạn ơi. Hế, mặt nạ. Nắp chai cola. Cola uống được không? À không, cola này không uống được ha. Bánh mì thì cạp được nè. Làm trước vài ổ đi cho no bụng cái đã. Rồi, coi thử cái rương này. Cũng trống trơ à. Thôi, lượm mấy cái đồ lặt vặt này trước đi ha. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu nâng cấp đồ đi. Nãy giờ cũng lượm thêm được một ít sắt nè. Mình sẽ đặt bàn chế tạo xuống để chúng ta làm liền một cây cúp bằng sắt để tí nữa đào mấy quặng xịn chứ không gì hết á. Tiếp theo sẽ là một cây rìu đi. Ừ, bằng sắt luôn. Chặt cây cho nó nhanh hơn các bạn ơi. Rồi, ngon lành. Ê, làm thêm giáp nữa nhờ. Giờ chưa làm được giáp siêu anh hùng thì mình làm đỡ giáp bình thường đi. Ủa, nón nè, quần nè. Ok. Còn một ít sắt thì chắc mình sẽ làm cái xô á. Kệ, không có dép cũng không sao đâu. Đi chân không cũng được các bạn ơi. Rồi, rồi. Ngon lành. Chỗ này thì nếu cần thì mình có thể quay trở lại sau ha. Giờ thì chắc đi ra thôi các bạn ơi. Đập luôn. À, mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lockroot hay là Unit Class thì có thể gửi vào shop và đọc nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn trống. Ok, let's go. Ủa, có gà nữa nè. Xin miếng gà ấy. Oh, cái cây búa này nó có dòng gây cháy luôn các bạn ơi. Mình... Ủa, các bạn có nghe cái gì nấu cái ịn không? Mẹn đất ơi. Cái quần đùi gì mới nổ bên kia vậy? Hả? Nguyên một cột khói chà bá lửa xuất hiện bên kia kìa. Ui dồi ôi. Ai chơi? Đừng nói là cưa bơm ông bển nha. Ai cưa bơm ông bển đây? Mèn đất à. Đâu vậy? Ủa? Không phải cưa bơm. Hình như đó là thiên thạch rơi các bạn ơi. Wow wow. Ê ê ê, Ripper Ripper. Đi chỗ khác liền. Cái cây búa này đập một phát là Ripper xanh lè mặt mày liền á. Đẩy lùi cực mạnh các bạn ơi. Này thì Ripper. Lỡ đấy. Lỡ đấy. Gõ cho u đầu liền. À thì ra hồi nãy cái vụ nổ đó là do một cái thiên thạch rơi các bạn ơi. Là mình tưởng ai cưa bơm chứ. Trong này thì ủa nó cứng lắm luôn á. Cúp mình đập không ăn thua. Ôi. Và khi mình đập thì nó còn rơi ra cho mình những cái mảnh gì kìa các bạn ơi. Đây là... À cái mảnh thiên thạch. Wow. Được ấy ta.
Rồi trong cái thiên thạch này có gì? Thường là sẽ... Cục này là cục gì đó? Có vẻ cứng nha. Nó có một cái fusion reactor control vậy nè. Why? Ý đừng đó. À, nữa làm thêm trái bơm khác các bạn ơi. Yêu. Thôi thôi, không có làm bơm đâu, làm bơm lên ngớ nó nổ giống như nãy nữa mệt á. Ý, người tính ra mình chưa có kịp khám phá gì hết mà trời tối mất tiêu rồi. Ây à, vậy là phải tranh thủ đi kiếm cừu lẻ các bạn ơi. Để mình làm cái giường á. Ngủ cho trời sáng chứ đi lạng chạng ban đêm như vậy thì một hồi nó úp sọt một phát. Đó 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 đó. Mới nói. Mặc dù giờ chưa phải... Có cái gì nổ vậy? What the hell? Mặc dù giờ mình chưa phải là siêu anh hùng đâu, nhưng mà gặp mấy con này ha, một một là mình không sợ luôn nha. Trời. Các bạn coi mình lực chưa kìa, mình đánh nó dằn đúng xa luôn á. Dính dách luôn. Quá đã. Ê ê. Cầm hàng nóng. Cầm hàng nóng hả? Vô, bước vô đây. Oh oh. Dữ dằn vậy. Lại đây cứng. Trời ơi, cầm kiếm đâu dữ ta. Ui ô, còn dắt theo đệ nữa. Cần hết luôn. Ngày đầu tiên bước vào thế giới siêu anh hùng là đi khịa dâm bay trước các bạn ơi. Lấy lợi thế ha. Ồ mà hơi tiếc là nó không rơi ra gì cho mình hết. Gần đây có vẻ là không có cù thiệt rồi. Trời trời trời, thanh niên kia nhìn mặt ngơ ngơ vậy. Ở đây có một cái nhóc sói nè. Nhưng mà mình thì không có xương để mình thuần hóa nhóc sói đó. Ơ cái gì đó? Ủa cái gì mới nổ vậy? Hả? What the hell? Ê giật mình nha. Trời ơi, cái dùng băng này nhiều cái nguy hiểm quá các bạn ơi. Thôi 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 thôi, chạy trước đi. Ý, mấy cái con đầu vàng. Ê Lucky Block. Đẹp luôn. Ui. What? Cái gì vậy? Hối sắc. Chính xác rồi. No. Bất cẩn một cái là bị nó úp liền. Ê, tính ra mấy cái con đó mạnh đó chứ. Mình cũng có giáp mà nó đánh có vài cái là đi à. Tham lam một cái thôi là chuyển sinh liền. Oh my god thiệt. Ui ui. Ở đây có Enderman nữa nè. Con nên khịa Enderman ta. Cái khịa luôn sợ gì. Mình vẫn chơi mà. Trời sao dịch chuyển ghê vậy. Trời có cơ. Khịa nhầm thanh niên rồi các bạn ơi. Ừ, ở đây có nhện cũng được. Mình săn nhện đã đi. Để có gì à, mình lấy chỉ á, mình ghép lại thành cục len đó các bạn. Cái dùng băng này công nhận là khó tìm cầu thiệt luôn á. Toán rồi. Vậy là kế hoạch ngủ trong ngày đầu của mình hơi thất bại ha. Hên là hồi nãy mình ngẫm á, cũng gần á các bạn. Chạy lại lấy đồ cái một à. Yêu. Ê. Tại sao có công trình gì kìa. Ồ. Có thể là mình sẽ khám phá công trình đó rồi sau đó chúng ta đi mai đi các bạn à. Mình nghĩ ngay đầu á, mình nên tập trung đi mai để chúng ta kiếm kim cương nè, rồi sau đó nâng cấp lên giáp kim cương á. Lúc đó thì sẽ trâu hơn rồi dễ sinh tồn hơn. Ở đây nó có cái cục gì vậy? Cục này đập được không nhỉ? Ui đập được luôn. Oh, tap recover. Chưa rõ công dụng lắm nhưng mà lượm trước đi ha. Rồi công trình bên này. Ê. Đừng nói có spawner bên trong nha, nghi lắm. Có không? Ủa? Không có gì hết. Ơ kìa. Kìa. Tưởng đâu trong này có cái gì chứ. Quê sệ vậy. Nếu vậy thì thôi chắc mình đi kiếm hang rồi chúng ta đi mai đi ha. Ê, nữa. Đó đó, lại là con này nè. Úi da, trời ơi. Ôi xong rồi, mình chạy hết nổi rồi. Ê. Không. À, mình chạy không nổi gì đói các bạn à. Hai lần rồi đó cái con lạy lỗi kia. Thiệt luôn á, mình ghét cái con đầu vàng đó ghê các bạn ơi. Ủa, có đúng cái đầu vàng nhìn khó chịu thiệt. Chưa, để mình len phén là mình lượm đồ cái đó. Từ từ. Bình tĩnh.
Ui, nó lại tiếp lại đây. Ủa, mình lượm được cái cây búa chưa ta? À đây rồi, có cây búa nè. Ui, ai? Đây cái búa lẻ. Ui, con khác lại nữa nè. Trời ơi, thêm con xương nữa. No, no, no. Ngày đầu tiên mà... À, sao nghe mùi hành thoang thoảng ở đây vậy? Chưa lượm được hết đồ nữa các bạn ơi. Ui, thêm con zombie baby nữa. Thôi, tha đi. Ok, mình đi vòng qua đây. Kìa, nó cạnh rồi. Con này, ấy da, con nào chơi bắn sau lưng vậy? Con xương nào bắn vậy? Kìa. Trời ơi, nó bắn mũi tên làm chậm hay sao á. Nhảy hết nổi luôn rồi các bạn ơi. Cái con này đi đi. Chắc chịu khó bỏ một ít đồ đằng kia rồi. Ôi, mất cây cúp luôn rồi các bạn ơi. Yêu. Rồi lấy cúp đâu mà đào sắt giờ. Cày thế nhờ. Ghim liền. Con dơm bay. Ôi lộn, cái con quái vật đầu vàng. Kèm theo đó là con xương bắn mũi tên thế cà khịa nha. Để nó đi các bạn. Rồi có ngày mình sẽ trả thù. Bây giờ thì lo mà sống trước rồi đó. Khổ quá mà. Ở đây có Lucky Block nè. Để coi coi. Trời ơi, cho đồ gỗ. Không phải ngày của mình rồi các bạn ơi. Tôi tới công chuyện thiệt luôn á. Thì thôi, chặt ít gỗ đi. Làm vốn. Đi xuống dưới hang đi cày lại các bạn. Tính ra đó chỉ là sắt thôi á, nên là bỏ cũng không tiếc lắm. Nếu mình đào lại cũng được rồi. Ê. Ui ui ui. Ui no, ui no. Ui. À. Ây. Rồi, hết chạy nổi rồi. Ui sao mình nghe tiếng con gì nó chạy lại cho mình vậy? Ui. Ui. Ê. Ây. Ừ, hốt. Đừng trúng, đừng trúng. Ê, bên kia có con nữa. Ui, không ổn rồi. Ê. Ê. Đừng mà. Trời ơi. Trắng tay luôn rồi các bạn ơi. Ê. Sao zombie nó nhỏ vậy các bạn? Sao con đó nó nhỏ xíu vậy? Nó nhỏ xíu luôn á. Nó nhỏ bằng cái cây kìa. Cái quần đùi gì trong ngày hôm nay vậy trời? Làm sao đây? Muốn làm siêu anh hùng thôi mà có cần phải ăn hành nhiều tới vậy không? Ai, ê, không biết con kia bao nhiêu máu nhỉ? Ê, ừ đúng rồi, nó bị ánh mặt trời đốt rồi. Biết đâu con dơ mai khổng lồ đó cho mình bộ giáp siêu VIP, một cây kiếm cực mạnh. Ê, con xương. Thánh thần ơi, nó bắn mũi tên phát nổ. Tài ơi. Trời đất ơi. Thì ra nãy giờ phát nổ là do con xương nó bắn các bạn ơi. Con con zombie khổng lồ này nó đá mình một cái lẹ. Thì mới mũi liền á. Không ổn rồi. À, cay thế nhờ. Thôi. Kìm hãm cái cơn cay lại. Đi vòng qua đó lấy đồ lại các bạn ơi. Rồi tính sao. Ủa, một cái búa đó. À đây, cái búa đây rồi. Có búa là hét. Ây da. Là trả được hồn các bạn ơi. Đi vô đất liền cái. Con kia nó cũng lọt xuống nước rồi. Xuống nước mình mà áp sát nó thì không phải là lợi thế. Ê Ripper. Mình mà áp sát thì không phải lợi thế đâu. Còn cái quần gớt ra chưa kịp lụm nữa. Quýnh cho con kia văng đi chỗ khác trước đi. Con nhỏ này nữa. Ê, mình hạ con này thứ ơi. Con đầu đỏ nè. Mình bị con... đầu vàng dí nhưng mà mình không quýnh được con đầu vàng thì mình quýnh con đầu đỏ đó đi. Tôi bỏ ghét. Ây da. Thôi không quýnh nó nữa. Không ổn rồi các bạn ơi. Sao con nào mình cũng quýnh không lại hết vậy. Ê đừng bắn trúng nha. Tôi lụm cái quần lại. Con đó lạnh lùng thiệt luôn á. Tên năn nỉ rồi mà. Tốc độ. Lần này không có ha. Lề mề như nãy nữa các bạn ơi. Càng nhanh càng tốt. Rồi. Ui da, sao nó bắn nổ kìa vậy? Yêu. Ừ, bắn hộp.
né qua đây cái. Mặc áo giáp vô. Ok, mọi thứ đã sẵn sàng. Thù này không trả thì khi nào mới trả? Con xương kia. Ai da, sao nó bắn ghét vậy? Ê, ê, ê. Ê, thêm con ong khổng lồ nữa. À thôi đi, bữa khác trả thù đi. Ê, ê. Chạy lẹ các bạn ơi, trước khi quá trễ. Sẵn tiện sang thêm heo luôn. Ê, con kia nó bắn mũi tên tới bên đây luôn á các bạn ơi. Ê, đúng rồi, có cụ. Đúng rồi, mình đang cần len cụ các bạn ơi. Mình sẽ sang một ít len cụ nha. Hả? Tôn ngộ không đằng kia. Sao cái ngày gì mà gặp toàn thứ dữ không vậy? Mới ngày đầu thôi mà. Oh no, còn gặp dân chơi không à các bạn ơi. Ôi nhưng mà mình không đủ len rồi. Ờ biết gì, nãy mình cắt len thì ngon hơn á. Cắt len cùng cái này đi. Rồi gắn thêm một cục len nữa các bạn. À đây đủ luôn nè. Rồi xong phim. Lên một xíu nữa mình làm được cái giường rồi đó. Nãy giờ chỉ mới đủ làm cái giường nữa đó các bạn ơi. Ôi ơi ơi, cúp lên đừng đánh tôi nha, tôi thân thiện lắm đó. Ok, ăn cái đi. Giờ mình đã có một ít cái thịt cừu rồi nè các bạn. Có thịt thì xíu nữa mình dễ dàng chạy hơn chứ không vậy đó. Đói là ăn liền ha. Ui nhưng mà đằng kia có tôm ngộ không thì chắc chắn là mình không phải đối thủ rồi đó. Tại giờ mình yếu quá các bạn ơi. Chắc đi mai đi, đừng có đi khịa con nào hết đó. Trời ơi, cái tính khịa khịa của mình nó đã báo mình bữa nay rồi. Không khịa, không khịa. Hứa với lòng là không khịa nữa. Rồi, con nào khịa mình thì mình mới khịa lại. Ok, mọi thứ đều ổn á. Chắc là mình sẽ lấy thêm ít gỗ nữa đi cho chắc. Tại xíu có gì mình còn chế tạo ở dưới lòng đất rồi mà. Nhưng mà gần đây thì hình như là không có hang các bạn ơi. Một cái hang thôi cũng không có luôn. Tiếp tục là một cục lucky block trong rừng. Ê, ê nguyên một đàn sói luôn kìa. Ôi, mà mình không có xương các bạn ơi. Đã vậy đập lucky block còn ra cái cục đá nữa. Nhỏ vậy. Sao lúc đầu còn hên hên, sao giờ hết hên nổi luôn rồi các bạn ơi. Ừ, giờ chiến sang xuôi luôn rồi. Oh no. Cái gì vậy? Ủa? Thích khách, có thích khách. Đứng tim thiệt luôn ấy. Cái quần đùi gì vừa xảy ra vậy? Hả? Khó hiểu thiệt luôn các bạn ơi. Đúng kiểu là trên trời rớt xuống luôn á. Hay là con kia trời? À con tôm ngộ không kia chơi mà hay ném chuối giấu tay hay gì nè. Đây nhá, người ta chỉ muốn đi tìm một cái hang để đào khoáy sản thôi. Cứ khịa đi, ghim hết. Sắp tới là tất cả mấy cái con xung quanh này đều là cái kẻ thù của mình các bạn. Để bụng rồi. Giờ hết cách rồi, xuống dưới hang này thôi. À nhưng mà mình chưa có một cái xô nữa. Chắc phải làm cái xô đi, hồi nãy cái xô bị rớt mất tiêu rồi các bạn ơi. Tới công chuyện thiệt chứ. Gần đây không biết có chỗ nước nữa không. Ừ, nhìn trên bản đồ thì mình thấy có một cái chỗ nước bên đây. Có lý. Múc nước cái đi. Rồi, xuống cái hang kế bên luôn á. Chúng ta bắt đầu đi đào khoáng sản thôi nào. Nhanh chóng ha, mạnh lên các bạn ơi. Giờ bắt buộc mình phải mạnh lên rồi. Và nếu tuyệt vời hơn thì hy vọng là mình đủ nguyên liệu để chúng ta làm được cái bộ giáp siêu anh hùng đầu tiên trong ngày đầu ha. Nhưng mà mình nghĩ việc đó thì chắc hơi khó. Tại thường một bộ giáp siêu anh hùng á thì bèo lắm nó cũng cần những khoáng sản xịn như là kim cương và rất là nhiều thứ khác nữa. Mình thì hiện tại chỉ có sắt với mấy cục than không mà. Làm sao mà chế tạo được giáp xịn giờ. Ồ, hình như dưới này có sắt nhiều hơn rồi nè. Ồ, có lý. Đào hết luôn. Ui, quặng này là quặng Titanium hay sao nè. Ừ đúng rồi các bạn ơi, Titanium. Trên này là quặng Magnesite. Ok, đi thêm một con xương nó núp ở trong kia nữa chứ. Hình như nó đang trôi xuống đây các bạn ơi. Yêu, không ổn rồi. Sắt đỏ. Ok, có thêm quặng sắt đỏ cũng khá ổn á.
ăn trước cái no bụng cái đó cho nó hồi máu lại tèn tèn nữa. Có nên làm liều vô chổng không ta? Như con sương nó phát hiện mình rồi. Ơi ơi đừng nói bắn một cái ngẫm nha. Ở đây. À con sương này bình thường. Rồi rồi. Tới công chuyện đó với mình. Ui ui. Lại đây. Lại đây con kia. Mình xài góc. Cái góc này để quýnh nó liền. Lụm xương luôn. Có gì xíu mình gặp em sói mình thùng hóa mẹm ha. Ờ mà cái hang này thì có vẻ là hơi ngắn các bạn ơi. Không sâu lắm. Còn quặng hồng hồng này là quặng gì đó. What the hell. À đây là fairy dust. Oh nó có thể giúp mình làm ra một vũ khí 50 sát thương. Wow. Giai đoạn này có nó cũng khá tuyệt vời nha. Đây nè. Thử luôn. Mặc dù nó không được enchant như cây búa, nhưng mà ít ra sát thương của nó có vẻ là khá cao các bạn ơi. À trên này còn hả? Oh được đấy chứ. Và đây là cái quặng hồi nãy mình phát hiện nè. À quặng lead. Oh oh. Làm được cũng khá là nhiều thứ đấy. Lượm luôn đi. Trong này thì có quặng màu trắng trắng. Không biết là quặng gì đây, quặng bạc à? Hả? Quặng này hơi cứng nha. Cúp của mình không đào được rồi. Ồ. Vậy là phải nhanh chóng tìm kim cương các bạn ơi. Trong đây chắc sẽ có nhiều quặng cần cúp kim cương thì mới có thể đào được đấy. Quặng gì mà tràn lan nhá. Trời trời trời. Line này. À quặng này thì giống như là than với các bạn, giúp mình có thể làm đuốc ha. Ok. Ngồi đây làm cái lò nung đi các bạn ơi. Chúng ta bắt đầu nung sắt ra để làm lại một cây cúp mới ha. Sẵn chế tạo luôn cái giường dưới này luôn đi. Tí lên trên có cái mà ngủ. Ồ ồ ồ ồ ồ gì đây vậy? Ôi con zombie đeo mặt nạ nữa. Định giấu mặt hả? Quýnh cho nó đi luôn. Sắt thì cũng đã nấu xong được một ít. Mình sẽ bắt đầu chế tạo ra cái cúp sắt. Ê con gì á? Ui da. À cái anh bạn nhìn mặt ngơ ngơ này. Vậy mà lại đánh mình. À được đấy, được đấy. Lại đây. Xanh chính luôn. Ui da. Trời trời trời. Ê có thêm con Reaper nó định lại gấp vui sao kìa. Ui da anh bạn này trâu quá. Không ổn rồi. Một cân hai các bạn ơi. Cắn rồi, cắn rồi. Đừng mà. Bây giờ ăn lại cái đó. Ngồi máu các bạn ạ. Ok. Lại đây. Anh đi này nữa. Sắp rồi, sắp rồi. Sắp giành chiến thắng rồi. Tại hắn tới 800 máu lận nên là đánh cũng khá là mất thời gian. À đây, đổi vũ khí. Đổi sang ha. Vũ khí hồng hồng này có vẻ cũng ok đấy các bạn. Mình sẽ được những cái burger skin ha. Và nó dùng chế tạo mấy cái khói gì á. Ừ. Khá là kỳ lạ luôn. Rồi, giờ thì làm liền cây cúp rồi đi ngủ nè. Tốc độ, tốc độ. Ok, ngủ được luôn ha. Kế bên chỗ mình nấu đồ có vẻ là... Ê, ê. Ôi trời ơi. Cái con đầu vàng. À. Tới công chuyện ngươi rồi. Ngươi bị dồn vô góc nha. Tên khốn kiếp. Ồ, oh, và nó rơi ra cho mình một cái Lightning Essence để làm ra cái kiếm 20 sát thương các bạn. Không quá mạnh á. Ồ, dùng cái búa vẫn ok nhất. Tại vì nó giúp mình đẩy lùi quái vật khá tốt. Coi, coi coi hướng này có dẫn mình xuống sâu hơn không. Ồ, ồ. Quặng sắt đỏ nữa nè. Ok đấy. Lượm một ít sắt đỏ đi. Bên này có Titanium. Và lúc nãy á, mình thấy dưới này hình như nó là một cái dungeon luôn hay sao các bạn ơi. Nhìn trên bản đồ nhỏ cơ. Oh, mình nghi lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Chắc chắn là một cái dungeon rồi. Ồ, còn đây là quặng gì vậy? Ồ, màu xanh xanh. Evin, oh, đây là quặng Evin các bạn ơi. Cũng có thể làm được khá là nhiều thứ nè. Ok đấy, lượm luôn. Rồi, và xem thử coi công trình này có gì nào. Chưa gì hết là mình thấy có vàng. Ủa vàng, phải vàng không vậy? Ui hình như không phải vàng các bạn ơi. Nó là một cái quặng gì đó. À nó là copper. Trời trời con sương nó nhảy xuống. Ý. Có nhện nữa. Thôi 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 thôi. Ây da trời trời. Không ổn rồi. Có vẻ đây là một công trình có rất là nhiều cái lòng spawn quái vật luôn các bạn ơi. Yêu. Giống như mình sắp bị ép sọt vậy.
Không ổn rồi, không ổn rồi. Mặc dù chúng ta sẽ có cơ hội loot được đồ ngon. Ê, nhưng mà cũng sẽ rất là dễ bị úp sọt. Biết ngay mà. Đúng rồi, dụ cho nó ngậm trước. Ok. Cái đó quay trở lại và lấy đồ nữa các bạn ơi. Giáp hư đúng lúc ghê. Ok, ổn ổn ổn. Lại đây, con kia. Mấy con nhện này, lại đây. Ui ui, có spawner. Đập lẹ, đập lẹ. Rồi. Tí nữa thì đi rồi. À, có quần mới các bạn ơi. Ngon. Vậy là trong đây nhiều khả năng là cũng sẽ có đồ ngon đó nha. Nên là chịu khó đi khám phá xíu các bạn. Liều ăn nhiều thôi, biết sao vậy. Đây nữa nè. Rồi rồi, tạm ổn. Đây có cái nón nè. Được nha, có thêm giáp mới cho mình. Giờ thiếu mỗi cái áo thôi đó. Ui, cái con này bắn mũi tên làm chậm. Thử nó liền. Bị cháy rồi. Ui ui. À, không. Trời ơi. No. Tại sao? Tại sao lại rớt ngay cái chỗ đó chứ? Ây da. Mình rớt ngay cái chỗ nhung nham luôn các bạn ơi. Tới công chuyện thật. Ui xui. Tới vậy là cùng luôn á. Thiệt luôn. Biết bao nhiêu chỗ không rớt. Rớt ngay chỗ nhung nham á. Đang nghèo còn gặp cái xui nữa. Trời ơi. Giờ chỉ hy vọng là trong này nó sẽ còn nhiều chỗ chứa đồ ngon cho mình gỡ gạt lại thôi. Chứ gần như là mình mất trắng rồi các bạn ơi. Mặc giáp da đỡ đi. Ôi, ồ, đây có spawner nè. Nhưng mà mình không có cúp để đập đâu. Giờ gặp mình cũng chỉ bỏ chạy thôi. Ơi, Enderman đó kìa. Để nó kệ đó. Giờ quan trọng là loot đồ trong này trước. Hướng này thì sao? Ui, hướng này có hai cái rương luôn nè. Kim cương. Đây rồi, đây rồi. Tới chỗ có đồ ngon rồi các bạn ơi. Ba viên kim cương. Được nha. Ê, ê, ê. Mình cần nhiều chỗ giống như vậy hơn nữa. Ê. Cô lý, cô lý. Hy vọng là tới cuối đường chúng ta có thể gặp được chỗ nó có giáp kim cương cho mình luôn ha. Thì tuyệt vời. Bắt cua. Có sát. Rồi được rồi đó. Tí là chúng ta có sát làm cây cúp sát rồi các bạn ơi. Ngon đấy, ngon đấy. Nhìn trên minimap thì mình thấy cạnh cái chỗ hồi nãy mình khám phá cũng có thêm một công trình khác. Coi coi dưới này có khá hơn công trình nãy mình khám phá không. Trời ơi, nhiều nhện vậy đó. Yêu. Nguy hiểm nha. Ở đây, ở đây. Cái vũ khí hồng hồng này thấy vậy chứ cũng được lắm các bạn. Một đập là ngẫm con nhện à. Lâu lâu thì hai đập. Ngon. Quét sạch một chút. Ui ui, sao nhiều con đỏ đỏ vậy. Rồi thêm thanh niên Úc Khờ này nữa. Lại đây. Thanh niên này nãy cũng báo mình nè. Này thì báo mình hả. Trong này cũng có khá là nhiều zombie canh giữ đấy. Bọn chúng full giáp luôn. Ôi xong rồi. Vậy thì khó nha. Ui dạ. Trâu lắm các bạn ơi. Bọn này trâu cực luôn á. Yêu. Mình đánh miệt mài mới hạ được một con ấy. Ok. Ui, ui, nguyên một cái động bàn tơ bên đây luôn. Ồ, có sợi chỉ màu đỏ nữa cơ. Ngon. Lẫm luôn. Và rất là nhiều cọng chỉ khác ở đây nữa. Lấy hết không? Lại là con nhện độc. Đập liền spawner. Trong này thì không có gì giá trị khác các bạn ơi. Với 3 viên kim cương ít ỏi này thì mình sẽ làm liền một cây cúp ha. Rồi, có cúp kim cương rồi đó. Lần sau đi đào khoáng sản thì chắc chắn chúng ta sẽ đào được hầu hết tất cả các loại quặng luôn rồi các bạn ơi. À, trời cũng tối rồi, chắc mình cũng sẽ leo lên giường làm giấc đi. Sáng dậy đi tìm nơi để chúng ta định cư thôi. Ồ, nhưng mà tính ra kế cái chỗ mình ngủ qua đêm ấy lại có một cái chòi nhỏ nhỏ của ai nè. Hả? Ôi trời, cái chòi của bà phù thủy. Ờ. Hello. Ủa. Ồ, đây là phù thủy thân thiện các bạn ơi. Nhưng mà có giọng cừ hơi mang rợ xíu ha. Ê, ví dụ mà phù thủy thân thiện thì thôi mình ở chung đi. Dù sao chỗ này cũng cô đơn lạnh lẽo. Thôi để tôi phụ hộ phù thủy nghe. Sống chung.
Tôi có gì tôi bảo vệ phù thủy cho. Ok ha. Hòa đồng nha, không có chọi thuốc tôi nửa đêm đó. Ok, vậy ra thì bây giờ chúng ta cũng đã có nơi để ăn nhờ ở đậu rồi các bạn ạ. Cũng làm thêm cái rương đi, nâng cấp kho chứa luôn ha. Nhưng mà nói chung, ngày đầu tiên ở trong cái hành trình làm siêu anh hùng của mình có vẻ cũng hơi vất vả đó các bạn ạ. Nhưng mà đó cũng là cái để là động lực để những ngày tiếp theo chúng ta cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày đầu tiên ở trong thế giới thời đại siêu anh hùng này. Liệu rằng những ngày tiếp theo Lộc có thể chế tạo ra được bộ giáp siêu anh hùng đầu tiên và sẽ làm siêu anh hùng gì đây? Câu trả lời sẽ xem có những tập tiếp theo. Và bạn nào có nhu cầu mượn Roblox, Lovefruit hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc ha. Lên shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo trong hành trình thời đại siêu anh hùng này. Bye bye. We'll be right back.